lắm. À, ngày nào tao cũng bị vợ chửi mà. Khi bị vợ chửi thì mình phải làm cái gì? Cái gì? Ủa, sao? Xin nó. Đúng. À. Xin lỗi nó. À. Nói những lời nịnh nọt nó. À, à. Rót mật vào tai nó. Trời ơi. Để rồi sao? Để rồi nó viết đơn ly dị. Hả? Không không không. Tại vì con rót không có đúng. Con rót mật nhưng mà phải rót đúng. Đúng mật, đúng thời điểm. Chính xác không? À. Nhưng mà quan trọng bây giờ là mình tìm cái đối tượng đó để mà mình rót mặt vô lỗ tai nó. Đối tượng hả? Đối tượng là trong làng mình có hai người. Ai? Ai sư phụ? Con hồng heo và con thấm gà. Sư phụ nói sao chứ con thấy là cái con hồng heo với là cái con thấm gì? Thấm gà. Thấm gà vậy đó. Ủa trời ơi, nó vừa mập, nó vừa vô duyên mà nó còn hung dữ nữa. Rót hồi tại sao thấm nổi? Đây, hai đệ tử nghe thầy phân tách nè. Đó. Tại vì cái đẳng cấp của hai đứa con á là chỉ mới cỡ này thôi. Đó, chưa có rành, chưa có trình độ cao như thầy. Thì mình phải tận dụng những cái đẳng cấp đó. Đó, sau này ra hai đứa giỏi đi ha, nâng cấp lên đi, bằng thầy đi. Lúc đó mình sẽ lấn chiếm sang làng bên sớm khác. Đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhưng mà cái vụ này là rút cuộc là chỉ có hai thằng con làm thôi hả? Có chứ. Chúng ta đều làm. Sư phụ nữa. Có thầy nữa. Vậy vậy đối tượng của sư phụ lại. Sư phụ hả? Sáu cô đơn. Trời ơi, tưởng ai cô Sáu ế 30 năm nay rồi. Sư phụ tới một cái là thành luôn đấy chứ. Sư phụ chọn khôn quá. Không, cái quan trọng là chọn nhưng mà người ta phải đổ. Chứ mày chọn mày vô mày nói tào lao bà cũng đâu có chịu đâu. Đúng không? Cũng đâu có chịu gì thì đúng rồi. Cưa cẩm biết bao nhiêu lâu nay rồi bà cũng đâu có chịu đâu. Chứ còn gì nữa. Xin lỗi à, chẳng qua là tao nói chuyện qua lo chơi thôi. Bây giờ quyết định nè, bây giờ quyết định trổ tài cho mấy mày thấy nè. Quyết định gì? Đó, quyết định trổ tài cu bà Sáu nè. Rồi, làm đi con mới tin. Còn về phần hai con, hai đệ tử phải nghe tiếp cái câu này nữa. Tiếp. Đàn ông của chúng ta là yêu bằng mắt. Đúng rồi nha, cái con mắt con nó ngộ lắm. Hãy con nhìn gái là cái con khoái liền là yêu bằng mắt đúng không? Nhìn thấy gái đẹp yêu là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng mà cái này á là dù cho hoàn cảnh như thế nào, dù cho đối tượng như thế nào ha, cũng phải cắn răng, chịu đựng, hy sinh. Dù người ta có chửi cũng phải gắn lỗ tai bà nghe là... Vì mục đích cuối cùng chúng ta là gì? Có tịnh, có tiền. Chính xác. Thắm ơi! Trời ơi Thắm ơi! Thắm ơi! Ôi dồi ôi, đi gì mà nhanh thế! Thắm ơi! Trời ơi, nãy giờ Khoa chạy theo nói đứt cả lưỡi mà sao Thắm không có chịu tin? Nói cái gì? Đừng có tưởng là mua vài con gà rồi mua vài chục ký gà là tôi chịu à. Chứ bây giờ Thắm muốn cái gì nữa? Tôi nói cho mà biết nha, chân gà của tôi là ngâm hóa chất không đó. Trời ơi! Thắm nói cái gì? Chân gà ngâm hóa chất hả? Đúng rồi. Trời sao buôn bán mà ác độc vậy trời? Trời ác cái gì? Vậy là bao lâu nay là Khoa ăn chân gà hóa chất hả? Chứ làm sao? Có khi nào ăn cái đấy vào nó vô sinh luôn không trời? Tại bao lâu nay cày cuốc là chưa có con. Mấy cái đó thì mình tự suy nghĩ đi, mình tự phân tích đi. Thắm nói thiệt chứ chỉ có cái người mà có tình cảm thiệt á thì Thắm mới cho ăn chân gà tươi, chân gà sạch, thiệt là sạch, hiểu không? Thế bây giờ ăn chân gà tươi vào liệu có còn kịp không Thắm? Kịp chứ sao không kịp. Ui dồi ôi. Thật sự là Thắm à, bao lâu nay Khoa sống với vợ Khoa, nhưng Thắm biết rồi đó, lúc nào nó cũng đầy đọa, nó bắt Khoa đội nó lên đầu hết đó. Khoa ở với vợ, nhưng thật sự lúc nào Khoa cũng chỉ nghĩ tới gà thôi. Tới gà hả? À không, ý là tới Thắm ấy, người bán gà. Với lại bây giờ vợ Khoa bỏ Khoa rồi Thắm à, cả xóm này chứng kiến rồi. Bây giờ Khoa chỉ còn có một thân một mình thôi. Thì đó, tại vì anh á, anh cứ đi nhậu hoài, đi nhậu với ông Hiền Mập á, cho nên là bả bỏ đi. Mà Thắm nói thiệt á nha, tại vì bả không có sức chịu đựng. Chứ như Thắm á hả, Khoa cứ đi nhậu đi, nói chung á là cứ ăn nhậu rồi đập phá, đập nhà, đập cửa, đập hết mọi thứ, đập Thắm luôn. Hả? Thắm cũng chịu nữa, tại vì Thắm có sức chịu đựng mà. Ôi, đúng là người đàn bà có sức chịu đựng mà bao lâu nay Khoa tìm kiếm. Thắm à, Khoa chỉ muốn nói với Thắm một điều thôi. Điều gì? Tình anh ngàn lời muốn nói. Nói gì? Rằng anh yêu em. Eo, ồ eo. Không. Ủa sao vậy? Không nha. Trời ơi, muốn yêu thắm hả? Là phải có một cái lời thề gì đó. Chứ tự nhiên nói lời bài hát rồi sao thắm chịu. Trời ơi. Lời thề là phải chân thành, tự đáy lòng. Yêu đã tỏ tình được rồi mà còn phải thề nữa hả? Thề. Có phải quỳ xuống luôn không? Tùy Khoa. Thắm à, anh yêu em là thật lòng. Nếu như có nửa lời sai trái, anh nguyện sẽ biến thành con gà để cho Thắm nhổ lông và làm thịt suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, thiệt không? Chưa bao giờ mà Thắm nghe cái lời thề mà nó chân thành tới như vậy hết trơn á. Thắm nói thiệt chứ chơi luôn. Trời ơi, tao nói hả, con cá lẹp này nè mà kết hợp với con khô cá sặc á, trời ơi sẽ ra một bầy cá lồng rồng. Đi. Ủa? Đi thôi, đi đâu nhanh thế? Đi kiếm cá lồng rồng. Đi luôn hả? Đi luôn. Mà kiếm ở đâu? Trong chuồng gà. Trời ơi, Thắm nói thiệt, mỗi lần mà Thắm nghe cái gì mà tới chuồng gà đó, trời ơi là Thắm rạo rực. Thắm vui quá à. Đi liền, đi liền. Ôi, Thắm rạo rực quá rồi. Nhưng mà ấy xong thì cái chuồng gà có thuộc về Khoa không? Trời ơi, đương nhiên rồi. Cả chuồng gà, con gà lẫn chủ gà đều thuộc về Khoa hết. Đi. Trời ơi, từ cho Khoa chuẩn bị tinh thần đã. Chuẩn bị hả? Trời ơi, sao mà nhanh quá vậy? Thôi được rồi, nhắm mắt tới đâu thì tới. Đi, trời ơi. Trời ơi, đi. Trời đã xe sời chi hồng để chúng ta nên vợ chồng. Ê! Cái gì vậy? Con trong này có gì không vậy? Trời chết con heo rồi. Không có. Trời ơi, thiệt mệt ghê vậy. Trời đất ơi. Cha lùng mã tử này. Bị điên hả? Làm gì tự nhiên cái trưa nắng chang chang núp ở trong cái bụi nhảy ra hù tôi vậy? Thôi không có con heo chứ không thôi là con heo nó chết tươi rồi đó. Thôi, nó nghe nè. Ví dụ con heo thì Hiền sẽ đền cho. Rồi tôi bắt ông, tôi bỏ trong đó luôn á. Làm sao nó chứa dừa? Thì tôi trồng cái đầu ông lại thôi, tôi thả trôi xong nè. Không mà, nghe nè. Gì? Đi đâu về vậy? Bố không thấy hả? Đi bắt heo, em chuẩn bị đi bắt heo nè. Này người ta gọi là hỏi xã giao đó. Học. Ơi. Không à. Gặp Hồng để mà nói lên một cái điều đó hơi bị khiếm nhã. Nào giờ mừng heo không mà chưa ai mừng tôi hết á. Nên đừng làm tôi sợ nghe. Có đâu. Ông làm trời vậy, ông dặn một hơi nữa hư cái lòng heo của người ta. Thì hư đền cho. Bộ tính là đền hả? Cái lòng heo này là lòng heo gia truyền đó, chứ không phải muốn có là có đâu. Rồi vậy nói gì nói đại đi. Có phải là lâu rồi Hồng vẫn ở không đúng không? Không, ngày nào ông đi làm mà cũng bắt heo, mừng heo, chọc huyết heo, rồi xong rồi còn xả thịt heo đem ra chợ bán à? Không ở không? Không phải, cái đó là ở không, là cái đó là không phải công việc là đúng rồi, là ngày nào cũng làm heo để đi bán. Ý tôi hỏi đây là trái tim cũng đang ở không đúng không? Trái tim ở không ngừng đập chết, không hề còn đập bịch bịch luôn. Thiệt mệt quá, tôi giải thích hoài tôi mệt quá. Ý nó độc thân chứ gì? Đúng rồi. Sao mệt quá, tự nhiên gặp tôi cứ đứng là tôi thấy ông vô này lạ lắm đó nha. Tôi ơi cái gì giờ này sao giống hả? Có đâu, có không? Không có chứ, giờ này thấy lụa lắm á nha. Không có. Rồi giờ gặp tôi làm gì, nói gì nói đại đi lẹ đi, ta còn đi về tới bắt heo nữa. Hồng trong mắt Hồng nghĩ Hiền sao? Lùng. Ngoài cái lùng ra vô duyên. Ngoài hai cái không muốn đó ra còn gì nữa không? Thấy ghét. Ủa sao không có cái gì mà gọi là nói chung là xuất sắc được trong mắt của Hồng hết trơn hả? Không có cái gì xuất sắc hết, tôi nhìn ông như cái cây xúc xích vậy đó. Thấy kỳ lắm. Nói thiệt luôn á, tôi không có một chút xíu cảm tình với ông luôn á, ông tin không? Hả? Nằm mơ tôi cũng không dám nằm mơ thấy ông nữa luôn á. Thì thôi bây giờ như vậy nè, tôi cũng mới vừa nói là tính là nằm mơ luôn á. Đêm năm qua nằm mơ thấy em lìa xa cuộc đời. Em... Ê! Cái gì vậy? Dạ không có rớt hàm răng bây giờ nha. Tôi đang làm ăn ngon lành tự nhiên cái nằm mơ thấy em lìa xa cõi đời là sao? Chù tôi chết hả? Không phải, trong cái bài hát nó nói vậy thôi. Chứ Có nghĩa là hôm qua anh nằm mơ anh thấy em á. Thì thế gì hát là đêm qua anh nằm mơ thấy em. Mà sao em không thấy anh đang nằm mơ? Vậy đi cho nó dễ. Thôi không được đâu, tôi ca vậy không được. Ê, nằm mơ thấy này hay nè. Sao? Tôi mà có nằm mơ với ông hay là tôi nằm mơ sẽ thấy ông. Chung vô cái lòng heo này nè là... Ủa là... Cái tôi đem về nhà, tôi thọc huyết, tôi xé xối nước sôi, xong tôi cạo lông. Cái tôi bắt đầu, cái tôi lóc xương. Ê, sao tự nhiên diễn tả nằm mơ tôi giống heo vậy? Thì làm vậy đi rồi đem ra chợ bán kiếm được mớ tiền chứ nhìn mặt ông không có ưa. Thôi, nằm mơ kỳ quá à. Người ta đang nằm mơ tình cảm mà. Đây nè, cái giấc mơ của tôi là nè. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tính nuôi trẻ mồ côi phải không? Cái gì? Tính mở cái trại trẻ mồ côi đúng không? Trời ơi, sao Hồng đâm thùng lũng hoài, đâm heo thôi, sao đâm thùng lũng chi, nó cho mệt vậy. Thì ông nói ông mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì có nghĩa là tôi mơ về tôi được làm chủ của cái lò heo á. Chủ lò heo hả? Là tôi được mơ được làm chồng của Hồng. Cái được làm chồng của Hồng. Hiền làm chồng của Hồng. Bớt mơ đi. Tàu lao không mà. Tôi thiệt với ông á, tôi mà có hết đàn ông lấy tôi cũng không lấy ông đâu. Thôi đừng có bà chảnh quá à. Thiệt á. Bây giờ nè, dòm hết nguyên cái xóm này luôn đi. Hết nguyên cái huyện này luôn đi. Có còn ai mà xứng được với Hồng không? Nay là bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi hơn rồi. Trời ơi, nhìn kỹ là bây giờ chỉ có Hiền mập với Hồng heo là hợp nhất. Trời ơi, mập với heo hợp lại với nhau rồi. Nó là cái gì? Hợi hả? Thì mình cứ nghĩ là mập với heo mà cộng lại là gọi là heo lớn. Vậy thôi, mình chỉ nói vậy thôi. Một gia đình heo lớn. Thôi mệt quá nè, tôi thấy nè, tình yêu không thể nào nói bằng cái cửa miệng được. Mà chúng ta phải... Cái gì vậy? Tình yêu không nói bằng lời mà bằng hành động. Hành động gì? Không. Thôi nha. Hốt. Không thể nào sống thiếu Hồng được. Hôm nay hai đứa mình mỗi đứa đều 30 hơn rồi. Ế vẫn hoàng ế. Ế 800 năm rồi đó. Tại sao ế lại không đến với ế? Là một cái xu thế. Thì cũng được đi. Đồng ý nha. Đâu có đơn giản vậy trời. Sao vậy? Trời đất ơi, Hồng heo không đơn giản dễ hốt nha. Muốn hốt Hồng heo là ngoài cái chuyện mà nói bằng lời, nắm cái tay ra, mình còn phải những cái thao tác thực tế, những cái hành động thực tiễn, cái gì đó nó có cơ sở một chút xíu. Ủa rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là thí dụ như mình làm cái gì? Thì mình trưởng thành rồi, mình là người lớn rồi, mình làm sao cho giống người lớn đi. Người lớn là sao? Người lớn thường nói chuyện với nhau trong những không gian thanh tịnh, vắng vẻ, mát mẻ. Một con chó không thể chạy qua, một con heo không thể cất tiếng, một con ruồi không thể bay ngang, chú chuột cũng không thể bò tới được, hiểu không? Không lẽ hai đứa chưa vô đây tâm sự sao? Trời ơi, đã lùng rồi cái bởi vì tao nói cái tư duy ông nó cũng lùng nữa. Chứ bây giờ dòm đi dòm lại không thấy chỗ nào mà nó riêng tư hết. Hả? Cái đó là cái gì? Cái bụi tre đó mệt quá. Chậm tiêu quá. Bụi tre kế bờ sông. Đúng rồi. Không, bụi tre. Bụi tre thì bụi tre kế bờ sông. Bụi tre thôi. Tại sao? Tôi mạn quả, tôi không thích thủy. Bụi tre kế bên bụi hè. Ừ đi. Vô trong đó mình nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Rồi xong là bắt đầu mình sẽ cưới nhau đúng không? Ừ, gì tới sẽ tới. Nhưng mà buồn quá à. Sao buồn? Thiệt luôn á. Tôi nhớ là gia cảnh tôi mà tự nhiên tôi cảm thấy tôi đứt ruột. Sao? Ba má không còn thay kệ đi. Không phải, ba má thì không còn là không nói. Mà thí dụ như sắp tới cưới á, tôi không có gì để làm của hồi môn. Rồi sính lễ, nhà tôi nghèo lắm. Thôi tôi hiểu rồi, ý là sợ người ta gièm pha, người ta nói mấy người đĩa đói mà đồ đẹp chân hạt đúng không? Với lại người ta nói là chó chui gầm trạng, rồi chuột sao không nếp. Rồi hiểu rồi, ý là muốn là tôi cấp cho số vốn để gỡ gạt lại cái danh dự đúng không? Không, đừng nói vậy, cấp số vốn nghe kỳ lắm, hỗ trợ thôi. Hỗ trợ sau đó giảm nghèo, góp vốn. Giờ muốn nhiêu? Chừng 2 hoặc 3 tỷ đi. 2-3 tỷ hả? Nhiều quá hả? Là 5 tỷ đúng không? Hả? Tôi đâu có nói là 5 tỷ đâu, chừng là 2-3 tỷ cộng lại mới là 5 tỷ. Không, tôi thấy 5 tỷ là cũng hợp lý rồi. Ngay cả 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ cũng được nữa. Trời ơi, tôi ráng được hết á. Thiệt luôn. Miễn sao tôi có chồng mà tôi phái rồi. Đi, mình đi vô bụi tre liền đi. Nè mình giao hữu với nhau đi. Chừng nào có tiền vậy? Sau khi ở bụi tre ra. Vậy thì bây giờ mình đi đâu? bụi tre phẳng tiếng. Đúng rồi. Đi. Sao vậy Tư? Mới sáng sớm qua tính buông lời đường mật ong bướm, đặng tôi xóa tan chứng vật chứng hả? Trời ơi, tôi già tôi không có ngu Tư. Cái gì ra cái đó, chuyện nào ra chuyện đó. Yêu là yêu, mà nợ vẫn là nợ nha Tư. Chứ nãy ôm rồi nói xá nợ, rồi giờ nói là không xá. Người lớn nói chuyện hai bên lời. Ủa, hai bên lời gì? Trời, tôi đâu có dễ lừa đâu Tư. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tôi á, là tôi đã tính ở trong đầu rồi. Tôi tính là chỉ cần nghe Tư nói yêu một cái thôi là tôi kéo đồ về bển, là để cái quán nhậu này lại cho Tư mặc sức tung hoành. Tính vậy rồi luôn á. Tính chuyện vậy luôn rồi á hả? À, đồ đạc là tôi soạn sẵn hết trơn rồi, bỏ trong rương luôn rồi. Chỉ cần nghe yêu một cái là cầm cái dây kéo cái vali cái rột về bển luôn. À, tính vậy luôn á. Nãy nói rồi đó, có nói yêu mà. Có. Ừ. Có nói. Có nói. Tôi hay lắm, tôi nhạy lắm. Ê. Tôi nghe nói yêu mà kiểu nói mà kiểu tanh tanh là tôi biết. Mà con mắt gian gian là tôi thấy không có thật rồi. Thiệt á. Khỏi. Thề ra mặt thề cũng còn gian nữa nè. Nè nha, bỏ đi. Trời ơi, tính hả? Tính xá nợ không có đâu. Về cộng hết sổ lại cho tôi, rồi lo trả nợ cho tôi nha. Nha. Trả nợ xong rồi tính. Rồi muốn yêu rồi yêu, muốn ôm rồi ôm nha. Không. Đem qua đây rồi để đây luôn đi. Ôm rồi coi như là xá nợ, quê cả làng ha. Đâu ạ? Lấy sổ mới hả? Đốt à? Đốt đi. Trời ơi, gì vậy? Tôi đốt ông nha. Tôi đốt ông ra cho luôn á, đừng có giỡn mặt. Nha. Không, đốt tôi sao được. Cái hộp quẹt đó là chỉ đốt cái này thôi. Không à. Đốt đi. Hãy đốt đi, đừng ngại ngùng. Thà là đốt đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là đốt đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Đốt đi. Tôi xé ra nha, tôi chất quanh người ông tôi đốt. Trái là trái sạch luôn á. Giỡn mặt với tôi. Lo cộng sổ mà trả cho tôi. Ở đó mà làm lại từ đầu. Khùng. Ủa gì vậy? Ừ, trời ơi. Mập ơi. Bị gì hả? Sao vậy? Vô đây ngồi. Đứa nào khỏe rồi, khỏe không? Trời ơi. Ngồi đây. Khỏe rồi. Ngồi xuống. Ê. Trời ơi, nó giật khỏe rồi. Giật khỏe luôn. Sao vậy? Ngồi xuống đi. Bị gì? Trời ơi. Mai là mày có sức khỏe đó nghe. Trời ơi. Nhưng mà ta nói mày thiệt nha, nếu mà lỡ mày cút chết đi nữa đó, mày cũng vẫn chết trong sung sướng đúng không? Tại sao? Chết trong sung sướng á. Ông muốn chết không? Tôi đưa ông vô ông chết giùm tôi nha. Thôi tao có rồi. Có gì? Trời ơi, nghĩ sao cái con khủng long đó nó kêu tôi vô trong bụi tre để tâm sự mỏng. Chưa làm gì được hết, nó rút ra nguyên con dao chọc tiết lợn, nó đưa lên vậy, xong nó đòi cắt, nó đòi khứa, nó đòi mài, nó đòi nhuyễn. Ăn nhột quá mày ơi. Thì đó, nhột quá là hiểu rồi chứ gì. Trời ơi, cái đó mà lỡ mà nó có chuyện gì một cái thì cuộc đời tôi tan nát. Thì làm gì để còn có 5 tỷ được nữa. Làm gì để còn... Hả? Nó mà cứa xong đó là mày chết khỏi tự giận luôn. Ở đâu ra 5 tỷ? Thì bởi vậy mới nói trời ơi là trời. Nói vậy là mày thất bại hả? Không hút được gì luôn. Không ấy luôn. Trời ơi, hai anh ơi. Cái gì nữa vậy? Nữa hả? Siêu cà phê nữa hả? Hy vọng cuối cùng. Đứng xa em ra người em thối lắm, toàn mùi phân gà thôi. Trời ơi, thì tao hửi mày xong tự nhiên tao thấy tao khỏe luôn rồi đó. Là sao? Trời ơi, Thắm đưa em vào chuồng gà. Chi? bắt em nằm ngửa ra. Trời ơi, trời ơi, rất nó... Khoan, cái này gọi là trong sung sướng nè, thật sự là trong sung sướng nè. Thì đó, đang nằm ngửa chuẩn bị sung sướng. Thì Thắm phóng ra chốt cửa lại và nói rằng: à, tao biết rồi, anh hãy đợi đây, em từ ngoài nhào vô đúng không? Mày không qua mặt được chị đâu. Đúng. Cái gì? Thả ế chứ không hề lấy mày. Trời ơi, nhốt rồi em đấy nửa ngày trời, em về em tắm 7 lần rồi vẫn còn mùi phân gà anh ạ. Trời ơi, rốt cuộc là mình vớt vát là cú cuối. Tưởng nó vớt ai về mình thất bại hết rồi. Rồi mày có vớt được gì không? Có. Trời ơi, cũng được, ít nhất ra vẫn còn được. Mày cái gì vậy? Thắm đưa cho ba trái trứng. Để làm gì? Nhờ cô Sáu làm 3 cái trứng ốp la để cúng tiễn vong ba anh em mình. Ủa sao giống cúng cô hồn vậy? Ba đê thầy trò ba ngồi đây đi. Cũng xả xùi. Ngồi xuống là làm ốp la cho. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh lớn ngồi giữa đi. Ngồi xuống. Gì đây hả? Rồi. Cái gì cũng xả xui. Cái nào? Ủa sao xả xui mà có cái này nữa là gì? Giấy tiền vàng bạc. Sao mình không đốt tiền thiệt? Này người sống mà. Thì bởi ta nói là cũng xả xui. Trời ơi. Là xì bùa tiếng dòng bàn cô hồn các đảng. Là xì bùa. Dạ em hứa với mấy anh tên xã mà. Em hứa đó, với cái quyền mà làm trưởng ấp của em đó, em sẽ làm cho cái ấp này trật tự nè, an ninh, để cuối năm nay đó được lên làm ấp văn hóa. Trời ơi, dạ anh yên tâm đi. Mấy đứa nhỏ thanh niên cái xóm này đã không có việc làm. Em hứa là em sẽ đi lo cho nó từng đứa là có việc làm hết. Dạ. Cái chuyện thất nghiệp anh đừng lo, em làm tụi nó không còn thất nghiệp nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chú ba. Dạ. Con Tấn nè. Biết là đây, khỏi giới thiệu gì nữa. Không, ý con là con thất nghiệp ở trên đó, về đây cả tháng trời chưa có việc làm. Thì người nói có giới thiệu việc làm. Con rồi chú. Con cũng thất nghiệp này tháng mấy rồi chú. Dạ, chú lo cho giúp đỡ con chú. Con gấu, con cũng thất nghiệp mà. Có gì giúp đỡ con nha chú. Rồi, bây yên tâm, tao là trưởng làm trưởng ấp rồi tao có lo cho. Dạ, cảm ơn chú ba trước nha. Dạ, con kính chú ba một chum. Cảm ơn chú nha. Tao là đang lo việc công mà giờ này mà sớm mà nhậu nhẹt người ta nói chết. Tao thương tụi bay lắm đó nha. Tao mới uống đứa nữa thôi nha. Dạ. Tao uống tụi bay chút thôi. Trời quá hớp quá. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, sáng là chưa có mậu gì hết. Dạ. Nữa hả? Chú ba uống con đi. Dạ. Bậy, tao có việc công nghe không? Dạ. Đừng có làm vậy người ta ấy chết rồi. Đứa nữa nghe. Dạ. Rồi, chú ba giỏi quá, chú ba hay quá. Chú ba, còn con nữa chú ba ơi. Thôi mày, trời ơi, tao còn đi làm việc công nữa. Uống rồi tụi bay hồi là tao lờ xỉn rồi. Nói dân sao tao nghe được. Dạ. Bởi vậy làm trưởng ấp khó lắm. Phải không cô Tư? Phải, trời ơi. Chú ba bay nói vậy là chú ba hiểu vấn đề. Nhưng mà chú ba chưa có làm ra vấn đề được. Cái gì nữa? Anh là trưởng ấp thì anh khuyên tụi nó đừng có nhậu. Mà anh lại sáng sai chiều xỉn, sáng xỉn chiều sai. Nói ai nghe? Trời ơi, lâu lâu người ta mới gặp trận, nó mới định là sát trận chứ còn đâu phải là mỗi ngày đâu. Mời có một chút mà cũng uống được nữa. Trời ơi, con cháu mà. Còn mấy đứa tụi bay nữa. Dạ. Thanh niên trai tráng cái ngã gì mà giờ này mới tảng sáng ra là bắt đầu ngồi tụm 5 tụm 3 vô ăn nhậu rồi nha. Thay vì á, người ta không tìm được việc làm thì làm ơn làm phước đi về nhà phụ cha phụ mẹ nè, làm vườn làm tược làm rẫy làm ruộng. Ăn ở không nhậu nhẹt lần sau tao không có bán nữa đâu nha. Trời ơi, dì Tư ơi, con có mà, con ở nhà là con phụ tía con coi cái đìa cá đó. Dạ, con cũng vậy à, con có coi đìa cá cho tía con à. Con cũng đi theo đìa cá luôn. Tụi bay nuôi cá không mà vườn tụi bay không làm à. Nè, ở nhà tụi bay có ruộng nương không? Có ao nồi nuôi tôm không? Có làm vườn làm tược nữa, trồng rau cải được không? Có, con phụ tía con suốt đó từ lúc mà con về đây đó. Ráng nghe không? Dạ, con biết mà. Cái nhậu mà là phải làm. Nghĩa là đàn ông thử nhậu. Dạ. Mà biết nhậu á là phải biết làm. Biết chưa? Dạ nghe. Tụi bay mà nhậu mà lãng quảng đó, để đánh lộn đánh lậu á, tao kêu thằng Phong công an xã đó bắt tụi bay hết á. Trời ơi, không hề không bao giờ luôn á, tụi con nhậu lên trong yên bình hết trơn, thuận hòa nè, đó đâu có bao giờ cãi lộn đâu. Vậy là được à. Nhậu vui vẻ. Tư ơi. Gì anh? Tôi đi chút à. Rồi hên đi cái này để tôi ghi sổ cho. Ủa mà đi đâu rồi? Trời ơi tôi nói không lo ăn đi. Nhà ở xóm dưới hai chồng nó đánh lộn. Mà đánh lộn hoài ngày nào hai ba ngày đánh lộn lần. Rần ở xóm hết trơn rồi á. Rồi tôi phải xuống giải quyết. Tao nói là tụi bay nhậu mà gây lộn mà tới tại tao á là tụi bay chết với tao nghe chưa? Dạ. Bởi vì tao nói làm trưởng ấp khó lắm. 1, 2, 3 vô. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mù em không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung mình. Khóc than riêng em một mình, cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh. Tình đâu bè bàn trong cơn chiến chinh, đưa tiếng nào hay rẽ chia, cách trở hận muôn đời. Nói nữa chi thêm ngàn lời. Hay quá chú hai ơi. Trời thiệt. Chú hát cái nhức nách chú hai ơi. Tao nói thiệt mày đó. Hồi đó tao làm ở trên huyện á, tao phụ trách công đoàn á. Kim nghĩa là cái đội trưởng đội văn nghệ luôn đó. Tao mà cất lên cái giọng ca một cái tao nói thiệt mày á, con gái hả sắp hàng vậy nè. Gái xếp hàng hả chú? Ừ. Rồi xong chú có ai không? Không. Sao vậy? Sao lại không? Nói chung không phải là chê đàn ông mà gặp gái thằng nào không khoái. Nhưng mà kẹt. Kẹt gì? Thím hai mày. Tao nói cái miệng vậy thôi chứ tao không có dám. Đúng không? Tội nghiệp bả mày. Ủa mà chú hai ơi, con thấy mà thím hai mất lâu lắm luôn rồi đó. Sao chú không bước thêm bước nữa lấy vợ mới đi cho có người bên cạnh chú? Thôi, tao suy nghĩ rồi. Bả hồi đó bả còn sống bả cũng thương tao. Bây giờ bả mất rồi thì tao còn khúc nữa, quãng đời còn lại. Thôi, ở vậy luôn, đi chung thủy với bả mày ơi. Trời ơi, bao nhiêu năm trời rồi ở một mình ơn vậy. Buồn lắm chú ơi, phải kiếm người bên cạnh đi. Buồn thì cũng có buồn, phải không? Tao mới đăng ký trên xã trên á. Đợt này tao xin làm trưởng ấp. Làm trưởng ấp? Để nó có chuyện làm đi tới đi lui đồ này kia nọ cho nó đỡ buồn. Chú làm trưởng ấp hả? Ừ. Ôi hay quá chú ơi, con ủng hộ chú. Trời ơi, chú mà làm trưởng ấp hả con, trời ơi. Như hổ mọc thêm cánh chú ơi. Còn ủng hộ. Ủng hộ ha. Làm trưởng ấp. Chú ơi, muốn làm trưởng ấp không đơn giản đâu chú. Con nghĩ vậy nè, chú biết dì Tư Mập không? Thì tao nói mày tao biết sao không? Dạ. Chú phải thường xuyên qua quán dì Tư Mập cho con. Chi vậy? Cái quán dì Tư Mập giống như một thông tấn xã vậy đó. Đó, chuyện gì thông tin ở đó đều xuất hiện hết đó. Bây giờ chú chỉ cần ở đó thôi. Ai đi qua, đi lại là chú nắm thông tin trong lòng bàn tay chú ơi. Điển hình như ông Bảo Chung đang làm trưởng ấp. Lúc nào ổng đóng đô ở đó. Chi vậy? Nắm thông tin. Chú ơi, con nói nhỏ nha, nguyên ấp này không ai ưa ổng trơn á. Sao vậy? Trời ơi, ổng mà gặp gái mà sồn nha là ổng gạ. Gặp đàn ông á hả, là ổng cài đồ nhậu. Không ai ưa hết. Bây giờ mà chú làm á hả, là con ủng hộ liền. Ủng hộ ha? Dạ. Rồi, mày nói với bà Tư nha. Dạ. Nhớ làm chuyện ấp rồi, nhớ thằng cháu này nha. Trời ơi, nhớ sao tao quên mày được. Dạ. Mối ruột mà. Chú, cá chín rồi nè chú. Đem vô, nhậu. Dạ. Tôi ôi, ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ, xa đi chẳng giá từ. Sớm ha. Anh hai hả? Hôm rày đi đâu mất tâm mất dạng tôi nói. Hôm nay mới ghé lại cái quán Tư là sao hai? Trời ơi, tôi về hưu rồi cô ơi. Ủa? Sáng giờ đi nộp ba cái hồ sơ trên xã. Dạ. Qua cái xã này lãnh lương hưu rồi trên đó đó. Vậy hả? Mấy anh trên xã lãnh đạo trên cũng năn nỉ tôi nhờ tôi làm trưởng ấp này nè. Ủa vậy hả? Rồi nhưng mà tôi từ chối. Ủa sao vậy? Mệt mỏi lắm cô ơi. Trời ơi, thôi bây giờ mệt đúng không? Ngồi yên đó, uống cái gì, nước ngọt, cà phê hay là trà? Nắng quá. Cho trái dừa đi. Mới chặt xong trái dừa luôn, tính uống, nhường anh uống trước. Đây, nước dừa của anh đây. Cái vụ mà... Thôi uống nước dừa đi, em nói. Cái vụ mà trưởng ấp này á, là anh Bảo Chung anh đang làm mà ta. Cũng sắp hết nhiệm kỳ rồi cô ơi. Hết nhiệm kỳ, cái mình phải bầu người mới. Phải bầu người mới, thành thử mình xã đó, mấy anh lãnh đạo người ta cũng chuẩn bị trước rồi. Chắc cũng có thể là thay ông Bảo Chung. Bây giờ ông này cũng làm cũng được, mà ông nhậu quá trời quá đất. Đúng rồi, anh nói phải đó. Anh Bảo Chung anh làm thì nói chung là cũng tương đối được thôi. Chứ không phải là hoàn hảo, cũng không phải là quá tuyệt. Nhưng mà nói thẳng ra là ảnh bị kẹt cái nhậu. Trời ơi, nhậu gì mà nhậu, nhậu như hũ chìm. Hỏi mà nhậu một cái là quên đi cái công việc của mình đang làm luôn. Ai nhậu, ai làm trưởng ấp, rồi ai làm gì đâu, rồi nói nghe coi nè. Anh ba, ba anh tới rồi kìa anh hai. Chào anh ba. Nói sau lưng thì không có tốt đâu nha. Dạ. Ủa mà tôi có nhậu đi nữa đó, tôi cũng làm việc đàng hoàng chứ tôi không có tắc trách. Anh ba uống gì em vô mừng luôn nè. Thôi uống gì đâu. Hồi nãy anh ba vô, nhiều khi mình mới vô mình nghe nó không có được rõ đó, mình nghe thở ảng mà thôi, cái gì anh ba hiểu lầm em tội nghiệp. Ý em nói là anh ba đây thì làm ở đây nào giờ dân ai cũng yêu, ai cũng mến, bản thân em cũng quý anh ba. Bởi vì anh ba là một người làm việc có trách nhiệm, có lương tâm. Nhưng mà mình hơi vui vui xíu thôi. Nhưng mà mỗi lần anh xỉn lên cái anh nói về cái chuyện mà phát triển kinh tế nè, rồi nhà nông hội nhập nè, là em thấy là trội hay lắm. Và nó cũng giúp ích cho bà con ở đây nhiều. Dạ. Anh hai lúc nãy anh còn làm giám đốc công ty bò sữa gì không? Nghỉ hưu anh ơi. Hưu phải rồi, lớn tuổi rồi, hưu phải rồi. Chứ anh mà làm đó là trời đất ơi, bò nó chết quá trời quá đất. Rồi lỗ, rồi công ty người ta là khổ sở không có tiền phát cho công nhân nữa. Bởi vậy là hưu là phải rồi. Tao quá tới tuổi hưu chứ đâu phải bò chết tao mới cho hưu đâu anh. Tôi cũng về đây, tôi cũng nghe tình hình bà con ở đây đó, người ta cũng ủng hộ anh dữ lắm. Bởi vì anh làm trưởng ấp ở đây 2 nhiệm kỳ rồi mà. Sao? Nhưng mà cũng số bà con người ta nói á, ấp này hồi đó chó nhiều lắm. Mà từ hồi anh ba về làm trưởng ấp tới giờ, nó vắng quá, nó vắng chó quá. Anh nói anh nhậu bằng mồi chó không à, không có chó anh chịu không nổi. Thành thử buộc lòng mấy ông nông dân á, cũng phải làm cho anh nhậu. Ê, cái đó tôi không bao giờ kêu họ làm nha. Đừng có nói vậy không có đúng nha. Họ làm sẵn họ mời tôi vô nhậu ra chứ tôi không có kêu làm chó à. Anh không có kêu nhưng mà anh chỉ nói thấy con chó đi ngang, nói sao kêu dạo này tôi thèm thịt chó quá. Thì dân người ta cũng nể nang, chuyện ấp rồi cái đó. Ôi ơi, bươi bóc chuyện gì đâu không. Mệt quá luôn cái thiệt á. Tôi cũng biết anh á, làm trưởng ấp 2 nhiệm kỳ rồi. Nhưng mà nhiệm kỳ tới này nó cũng gần hết rồi. Thành thử tôi cũng ứng cử vô làm trưởng ấp. Sao? Làm trưởng ấp? Cái hiểu dân bằng tôi vô làm trưởng ấp. Thì cái gì cũng từ từ thì hiểu thôi chứ có gì đâu khó. Ba thôi tôi gửi ly nước dừa đây ngang, chút tôi quay lại cô Tư ơi. Dạ dạ, anh đi đâu vậy anh? Anh ba ngồi trên, anh ba tôi đi anh ba ơi. Đi đâu? Tôi đi kiểm tra cái số... Số gì? Sao vợ tôi là trưởng ấp tôi kiểm tra hàng ngày dân số rồi, khỏi cần. Không, dân số thì anh kiểm tra. Nhưng mà tôi thì tôi đi kiểm tra lại coi cái ấp này nè, cái số chó còn lại bao nhiêu con. Để sau này mà nếu mà vắng con đó đó, đặng tôi biết, đặng tôi báo cáo. Vậy thôi. Vậy em để ly nước dừa đó cho anh luôn nha. Dạ. Ủa cha để ứng cử là trưởng ấp luôn hả? Dạ thì em nghe nói là sắp hết nhiệm kỳ rồi, ảnh cũng về đây, ảnh đang đang làm cái vụ mà bầu cử lại nè. Không để tôi điện lên trên xã tôi hỏi thử coi. Không mà em thấy ảnh cũng là ứng cử viên sáng giá lắm chứ bộ. Alo Tùng hả? Tao nghe là cha giám đốc bò sữa đó, là cha hai đó là về ứng cử là trưởng ấp hả? Mày phải phân tích rõ cho tao biết. Sao? À vậy hả? Rồi mày nói vậy là tao đã biết. Thôi ra bữa nào gặp là tao mày làm sĩ ra. Anh ba hả? Làm gì mà nghe điện thoại xong cười như vậy, có ai chọc lét bển hả? Trời ơi, tôi nói hết cái chuyện này nó cười lắm. Trả lên chứ nạp cái sổ hưu. Dạ. Rồi trả đề nghị ở trên xã đó là xin vô á là viết trong cái danh sách đó, cho trả ứng cử trưởng ấp. Chứ vậy đâu, chứ đâu có gì đâu. À. Trời ơi ơi, vậy đi xin làm trưởng ấp. Em nghĩ là cái chuyện mà sắp hết nhiệm kỳ rồi, cái người nào người ta vừa dặn với cái vị trí đó, người ta có thể người ta tự đề bạt được mà. Thì tôi nói cô Ga thì dĩ nhiên thôi. Không có ai mà ngồi hoài hết trơn cái đội á. Nhưng mà tôi nói cái nhiệm kỳ 3 này đó là chắc chắn là tôi phải làm rồi. Sao anh chắc? Tôi thấy không? Thức khuya dậy sớm vì ai? Vì dân. Dân yêu mến tôi yêu mến dân. Tôi hiểu từng ngọn từng gốc của dân. Cái ấp này nó an ninh trật tự là do ai? Là tôi. Nếu nhờ tôi thì dân mới sống an cư lạc nghiệp được. Thì biết rồi, dân mà được như bây giờ tất cả mọi người ở đây mà sống yên ổn cũng là cái phần công sức của anh. Nhưng mà nói nào ngay á, ai cũng có ưu và có khuyết điểm. Nên anh cũng có một cái khuyết điểm là mình nhậu hơi nhiều. Mỗi lần mình nhậu cái mình hay nhậu cái thịt ngò chó cái gì, cho lại cho hai nó trộn chó cái gì. Dạ, nên em nghĩ là thôi thì ai cũng có ưu có khuyết. Thì ai biết được, mình làm 2 nhiệm kỳ rồi. Đó, dân thì cũng có người thương, người ghét. Đó, số ghét với số thương. Ai biết số nào nhiều hơn. Cô đó ai ghét tôi? Hả? Cô chỉ đi, ai ghét tôi? À không, ý em nói chung chứ em đâu có biết ai ghét anh. Em là em phái anh lắm. Nhưng mà mình không biết là trong đó là ai thương ai ghét. Đúng không? Mà cái người ghét mình, họ có thể bầu cho cái người kia. Bởi vì họ thấy người kia xứng đáng và họ đang trao niềm tin cho người kia. Và khi đó người ta sẽ bầu cử cho người khác và không bầu cho mình. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng dân thương tôi. Thì đó là cái suy nghĩ của anh. Sống trên đời không có tránh khỏi cái chuyện người thương với lại người ghét mình đâu. Thôi đừng hỏi bà cái chuyện đó ha. Cái chuyện ai thương ai ghét là trong đó người ta biết hết trơn rồi à, thấy không? Dạ. Bây giờ cô làm ơn giúp tôi một cái chuyện là được không? Giúp anh? Trong tầm tay là em giúp hết. Rồi, đây là dễ lắm. Cái này là của cô nè. Cô đặt cho tôi á 100 bịch bánh. 100 bịch bánh? Bánh. Ủa đâu phải tháng 7 đâu. 7 gì? Đúng. Không phải của hồn. Chứ làm gì? Bánh cái gì bằng nít ăn á, gì nách nách gì. Bánh snack. À đó. 100 bịch bánh. Ha. Người ta lại ai nhậu để mà dẫn con nít theo hay là biết cái gia đình đó là có 2 đứa nít á, cho 2 bịch. À thấy mặt là đặt tên luôn. À có đứa cho 1 bịch. Đúng rồi. Mà gia đình đông người bao nhiêu là cô có cho hết cho tôi. Cho hết luôn. Nói là của ba Chung tặng cho các cháu. Đó, vậy là em khoái nha. Bây giờ em tính nha, vị chi 5.000 một bịch nè. 100 bịch là 100.000. Ê, 100 bịch là 500.000. Đó vậy thôi. Cảm ơn anh ba nhiều. Anh ba đã tạo cho em có công ăn việc làm, bán được hàng. Em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ đầu tiên là gì? Là tiền đâu. Tôi với cô mà, tôi đâu có giờ thiếu nợ ai đâu. Dạ. Cứ ghi sổ đi rồi mốt tôi trả lợi tính cho. Anh ba thấy chưa, tao nói mất điểm cũng là bởi vì do ghi sổ đó. Em đang đi trên bờ đê, rước xuống mương. Anh Hai. Ủa dạ em chào anh Hai. Cô Tư đi đâu mà xách đùm vậy nè? Trời ơi, em đi chợ gom mớ hàng về bán. Vậy đó hả? Dạ. Ủa mà anh Hai về nhà rồi sao không nghỉ đi chứ đi vòng vòng chi vậy? Cũng đi khảo sát bà con trong ấp mình coi lúc này làm ăn sao. Dạ. Đi lâu ngày quá giờ trở về đây thấy ấp mình của bộ phát triển quá ha. Dạ đúng rồi, ta nói vài năm nay đó là phát triển dữ lắm. Mà công nhận anh Hai có tâm dễ sợ luôn. Mới vừa về là không nghỉ ngơi mà đi thị sát coi mọi người sống làm sao. Cái đó quý lắm đó anh Hai à. Trời ơi, bây giờ phải đi coi bà con tình hình làm ăn kinh tế còn sao, cái nào ta khó khăn để mình tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con ta phát triển lên. Dạ đúng rồi. Tôi nói thiệt với cô Tư nha. Dạ. Bởi vì tôi làm việc ở chính huyện trên tỉnh á. Dạ. Thì tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Ông Ba Chung á, cái kinh nghiệm của ông không có bằng tôi đâu. Nhưng mà ông nhờ cái đó là ông làm trưởng ấp này lâu năm. Cho nên chắc bà con thế nào ta cũng ủng hộ ổng thôi. Dạ, không có đâu, không có đâu. Em thấy cái này còn tùy nữa. Ở đây á, mọi người ta hiểu biết dữ lắm. Người ta biết là anh hai làm ở trên tỉnh, rồi có một thời gian làm ở huyện, bây giờ được điều về đây làm trưởng ấp. Đó nói người ta quý lắm, người ta hiểu cái kinh nghiệm của anh mà chắc chắn là người ta bầu cho anh chứ không bầu trai đâu. Vậy đó hả? Dạ. Trong việc cũng nhờ cô Tư, bởi vì cô Tư có cái tiệm bán đồ ở đây thì tất cả bà con trong ấp này nên ra mua đồ của cô Tư. Với cô Tư cũng có uy tín. Có gì cô Tư nói bà con ủng hộ tôi cảm ơn. Dạ đúng, anh là có tầm nhìn lắm. Tại vì cái quán của em bán được, người ta đi qua đi lại người ta biết cái uy tín của em. Em bán hàng chất lượng mà. Tôi biết mà. Nhưng mà Ngặt nói em thì nói vô được rồi, nhưng mà cái quyền quyết định bầu cho ai hay không là do mọi người chứ không phải là do em. Dạ. Vậy đó hả? Dạ, nên đâm ra mình phải có cái hướng. Dạ. Cũng căng quá ha. Dạ. Dạ, còn không thì em thấy vậy nè, mình phải tìm những cái đối tượng gọi là tiềm năng để người ta có thể bầu cho mình được. Là sao cô Tư? Thí dụ anh phải đánh vào cái đối tượng tiềm năng là con nít. Tại vì sao? Con nít nó sống dài hơn người lớn, đúng không? Nó sẽ sống một thời gian dài, bây giờ nó còn nhỏ. Anh tặng cho nó món quà, nó sẽ nhớ. À, cái chú này tặng cho tôi món quà nè. Phải, thấy không? Cái nó xúi ba má nó, ba má ơi, ba má bầu cho chú này đi. Cái sau này cái lớn lên, nó nhớ hồi xưa, cái chú này có tặng quà cho nó nè. Tốt. Nó bầu tiếp. Khi mà nó trở thành trung niên, nó vẫn nhớ tới cái người này, nó bầu tiếp. Chỉ mong mà tới lúc đó anh còn sống để anh làm thôi. Đúng rồi, công nhận cô Tư giỏi thiệt chứ. Sáng kiến này hay nghe. Dạ. Vậy tôi dạ. Thôi em không có nhận tiền bạc gì, thôi em là góp ý thôi chứ không có nhận bổng lộc gì, không có. Tôi gửi cô Tư chút đỉnh, cái nhờ cô Tư mua quà giùm tôi. Cái mỗi đứa nít mà nó lại tiệm của cô Tư nó mua đồ đó, ba má nó dẫn đi đó. Cái cô Tư tặng cho nó món quà giùm tôi, cái bánh kẹo gì đó. Dạ, cái này là em nhận giùm mấy đứa nhỏ chứ không phải em nhận cho em nha. Chuyện nào hết cho tôi hay, chuyện nhỏ mà. Rồi. Em cảm ơn anh hai. Cảm ơn cô Tư nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh hai. Cố gắng là động viên bà con bầu cho tôi đi, tôi không có quên ở cô Tư đâu ha. Dạ. Cái đó trách nhiệm của em mà. Anh mà làm được trưởng ấp là em cũng được hưởng cái phước phần chứ bầu. Thôi vậy cô Tư về trước đi. Tôi đi vòng vòng khảo sát coi tình hình bà con coi sao. Tới nay kiếm được người có tâm khó lắm. Em về á. Từ từ cô Tư ơi. Lọt dưới ao cái vớt lên không nổi rồi. Giỡn hoài. Hải quan đừng giết quan một trang hào kiệt, nghe lời anh đình thủ bơ lan thành. Cảm ơn bà con rất nhiều. Nếu mà bà con thật sự ủng hộ tôi á, đợt này mà tôi làm trưởng ấp đó, tôi sẽ đưa cái ấp mình á, nó trở thành một cái ấp văn hóa đàng hoàng. Đời sống bà con nhân dân ở ấp mình nó càng ngày càng phát triển. An ninh trật tự sẽ được an toàn. Chứ không phải như cha Bảo Chung. Cha Bảo Chung ăn thịt chó quá trời à. Chả từ hồi chả làm trưởng ấp tới giờ đó, chó cái xóm này tôi thấy vắng, không còn nghe tiếng sủa nữa. Bởi vì ta đặt là trưởng ấp sát chó đó phải không? Thì bà con cứ yên tâm, bởi vì con chó đó là con thú cưng. Đó, bây giờ người ta không có ăn thịt nữa mà Bảo Chung làm quá cỡ. Bà con cứ yên tâm nha. Vỗ tay. Bầu ông hai. Rồi, cảm ơn. Rồi mọi người chờ tôi một chút đây. Ôi có bánh rồi. Dạ đây là quà tặng anh. Dạ quà tặng chị. Đây. Rồi ai cũng có quà, ai cũng có quà. Lát ai tới sau cũng có quà luôn. Rồi. Anh ba. Anh ơi, vô đây anh. Dạ. Xin kính chào bà con. Chào bác ba. Chắc có lẽ là dân trong ấp của chúng ta không ai lạ lẫm gì bác Bảo Chung. Bởi vì bác Bảo Chung đã làm được 2 nhiệm kỳ là trưởng ấp rồi. Nên là hy vọng rằng mọi người nhiệm kỳ này cũng sẽ bầu tiếp cho bác Bảo Chung. Và tất cả những bịch bánh các anh chị đang cầm trên tay đó là món quà nho nhỏ mà bác Bảo Chung dành cho tất cả mọi người. Dạ, vỗ tay. Dạ, mời anh phát biểu và để em vị trí của em. Dạ. Kính chào bà con cô bác. Tôi đã từng làm trưởng ấp 2 nhiệm kỳ rồi. Ở đây bà con ai cũng biết mà. Tôi rất là yêu quý bà con. Bà con cũng yêu quý tôi. Đặc biệt là tôi hiểu bà con nhiều hơn. Chứ không phải như cái ông hai Thành gì đó mới về để thôi làm sao hiểu ý bà con được bằng tôi. Thì, thành thử ra đó, bà con kìa bầu tôi, tín nhiệm tôi đó, thì tôi rất cảm ơn bà con nhiều lắm. Tôi thức khuya dậy sớm để làm cho cái ấp này được an ninh. Nhưng mà ông ba, ông nhậu nhiều lắm ông ba ơi. Nhậu nhiều lắm. À, không. Cái đó là thỉnh thoảng thôi chứ đâu có nhiều. Dạ. Nhưng mà tôi nhậu á thì tôi vẫn làm việc như bình thường. Dạ. Hết nơi nào có ồn ào là có tôi tới. Dạ đúng. Cái ấp mình đó phải an ninh trật tự. Dạ. Nếu trường hợp á mà bà con tín nhiệm tôi còn ngồi lại cái ấp này, tôi xin hứa là tôi sẽ giữ trật tự an ninh hơn, cái ấp của mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Và tôi sẽ làm cái ấp này trở thành ấp văn hóa hạng nhất. Vỗ tay. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà. Nghe gió lòng bồng bồng thênh thênh, len đất dòng là mầm đậu lên nè. Sáng nay nắng ấm trời lên, đồng xanh là xanh sắc lá, mắt em hay sắc trời, tan tình tan tinh tình tan. Ở đâu anh đến một mình, không quen mà không biết nè, cứ nhìn người ta. Ha 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 ha. À. Sao? Gì vậy sao? Ê anh nè. Biết. Ừ. Đứng xa nhìn không rõ, tới gần thấy cái mặt là biết tỏ là ai rồi ha. Về đây làm chi hả? Ông bỏ tôi không đi đâu nổ 10 năm nay rồi, giờ ông về đây làm chi? Giác cái mặt về đây làm chi? Sao? Sao ơi, anh hối hận lắm mà Sáu ơi. Bây giờ anh không còn chỗ nào đi nữa hết, anh chỉ biết quay về bên người yêu bé nhỏ của anh. Gì? Người yêu bé nhỏ? Mở miệng ra không thấy mắc cỡ hả? Có gì đâu mắc cỡ. Vậy chứ hồi đó cái thằng nào, cái thằng cờ hó nào? Cờ hó là gì? Là thằng cẩu á. Thằng cẩu không lẽ là thằng chó hả? Ừ thì tôi né cái chữ chó rồi, tội nghiệp con chó chứ, giết với con chó tội nó chứ. Đúng rồi, con chó dầu gì đi nữa nó cũng đâu có đẹp đâu. Mà nó trung thành, nó không có bỏ tôi đi 10 năm. Thôi vậy cũng được, có nhiều khi nó cũng rượu được nó bỏ đi hoài gì. Thì đó ông đó, ông cũng giống vậy đó hả? Ông bỏ tôi đi 10 năm rồi, cái hồi mà ông đi theo cái con mà hồ ly hô ha ha của ông đó. Ủa cái con đó đâu phải tên hồ ly hô. Ủa vậy tôi hỏi ông nè, một cái người mà đi giật chồng người khác có phải là hồ ly không? Mà con đó nó có hô không? Có hô nhẹ. Thì đó, hồ ly hô mà lúc nào gặp tôi nó cũng cười ha ha nên cười hồ ly hô ha ha. Đó tôi đặt nó như vậy được không? Được. Lúc đó bảnh tỏn lắm mà nói tôi làm sao? Trời ơi, không bao giờ năm này đặt chân về cái đất này, không bao giờ năm gặp Sáu nữa đâu. Ông từ mặt tôi mà. Ừ? Nhưng mà Sáu ơi, bây giờ anh thân tàn ma dại, em thấy anh giờ anh khổ lắm rồi. Ông ma dại hả? Ông ma bư thì có. Ông thấy ông có một khúc mà dai em chà bá không? Tại vì mấy nay buồn quá ráng ăn để bù lại. Em biết không, bây giờ con hồ ly hô đó, nó đã theo, nó theo trai trẻ rồi, nó theo phi công mà nó bỏ trai già rồi. Nó đang hưởng thụ một trời xa đầy hạnh phúc. Ở nơi đó hồ ly hô và con cáo để là cái con cờ hó già khổ. Anh chỉ về lại bên em thôi. Thôi làm ơn bớt dở cái giọng đào kép dụ dỗ tôi đi, đừng có lấy điệu hò câu hát ra dụ dỗ tôi. Bây giờ tôi già rồi, tôi suy nghĩ kỹ rồi chứ không phải còn như những năm về trước đâu nha. Sao vậy? Ê anh đang nỉ mà sao? Đi ra đi. Đừng đánh đàn ông khổ dù chỉ là một trái mớp. Trái mớp? Mớp. Tôi đọc rồi đó, giờ quen là mớp. Thôi mớp gì kệ ta đi. Bây giờ tôi không có nói nhiều, tôi không chấp chứa ông vô cái nhà này. Ông làm ơn đi giùm tôi một cái, có đi đâu thì đi, đừng bao giờ bước về cái nhà này giùm tôi. Được rồi, nếu sao nó nói như vậy thì anh chỉ có con đứa là chết thôi. Anh sẽ chết cho Sao vừa lòng. Thôi mà anh sẽ chết cho Sao. Thôi đừng, anh đừng có chết mà. Anh ơi, anh đừng có chết. Phải chết mà được. Không, không, đừng có chết vô nhà tôi. Nó xui lắm. Mất công rồi người ta tới đây người ta lấy chứng cứ rồi tôi phải làm giấy báo tử rồi. Mất công ma chai đồ nọ tốn tiền lắm, tôi không có rảnh đâu làm gì đó. Được rồi, sao đừng nói vậy. Cho dù có chết tôi cũng không bao giờ nhờ sao bất cứ điều gì, cô không làm phiền sao điều gì đâu. À vậy đi. Nhưng mà tôi thà là tôi sẽ chết ở tại đây. Ê, tôi phải chết ở đây để chứng tỏ tình yêu của tôi. Ê, ông bớt lì nha, ông bớt lì nha. Cái bàn này nó bằng nhựa, tôi đập là sẽ banh. Cái ghế này tôi cũng chịu không nổi đâu. Cái gì nữa? Sao cho tôi mượn người sao đi, tôi đập. Thôi nha, thôi nha. Ê, trời ơi, có ai cứu tôi không vậy? Đứng im đi tôi mới đập được. Trời ơi. Sao rồi, sao? Nói bé Hồng à. Dạ. Ông tôi xì rượu với dĩa mồi rồi lai rai. Anh Tư hả? Tặng cái mướp nè, về nấu canh ăn chờ em xíu nha. Để chiều nấu canh đi. Ủa Sáu? Dạ? Sao xứ mình nay có hiện tượng lạ vậy? Kẻ hành khất, đừng có quan tâm. Mấy người hành khất đó người ta xin ở thị trấn chứ ai này khỉ hôi gái mình mà cũng vô ăn xin nữa. Hết thời rồi. Mọi người có thấy mình nặng nề lắm không? Tôi nặng nước nó bớt nha. Nặng lắm á Tư Đĩa, tao nè Tư Đĩa. Tư Đĩa nghe, nghe Tư Đĩa nghe. Để coi. 5 lựu đạn, trời ơi bao nhiêu năm mới gặp. 5 lựu đạn đây, ôm để coi. Ôi trời. Thôi xin lỗi, mình tưởng là hành khất giang hồ, tưởng là mấy người ăn xin ăn màu nấu thí. Sao khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Mà sao tàn tạ vậy nè? Tôi giờ sâu tôi khổ lắm tôi đi. Khổ hả? Tôi đi ra bên giùm tôi một cái đi tôi. Bước ra để tao buôn bán. Dạ. Nó khổ mà sao? Thôi kệ. Anh Tư đây nè, rượu của anh. Dạ. Ở này mồi, anh cứ về bển thì dạ cầm trái mướp luôn đi anh. Về nấu canh lát em qua em nấu cho anh nha. Cầm cái này về chút xíu nữa em dẹp hàng xong cái em qua bển cái em nhậu với anh cho có bạn đói ẩm. Nhậu mình buồn. Chứ bộ hôm nay chị Sáu không có bán quán nữa sao mà qua nhậu với tôi kìa vậy? Anh Tư sao vậy? Hôm nay tự nhiên cái đổi cách xưng hô có người lạ vô cái anh đổi cách hả? Lạ gì? Mấy quen mà bạn luôn hả? Nhưng mà lâu gặp là lạ, hiểu không? Anh Tư kêu em vậy sao được? Hôm bữa anh kêu em là ấy ơi, đằng ấy à. Sao hôm nay tự nhiên kêu bằng chị? Nhưng mà có người ngoài thay kệ người ta. Kệ đằng ấy không có quán nữa sao mà đi qua nhậu với tôi? Buôn bán sao mà quan trọng mà cái chuyện nhậu nhẹt cho có bạn đói ẩm chứ. Nó nghe nè. Vậy là giờ hiểu rồi đúng không? Ấy ơi đúng không? Đúng rồi. Đây là ứa à đúng không? Ấy ơi, ứa à. Còn mày nữa. Ê, mình là bạn mà mới ôm thì đừng kêu mày tao mới tới kỳ lắm. Không, bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ là không còn là bạn bè nữa ha. Mày nhớ tao xưa không? Tao rất là nổi tiếng nha. Đây, 5 lựu đạn. Biết nhưng rồi. Mà nổi danh là 5 công tử nha, phải không? Mạnh hơn mày nhiều phải không? Mạnh hơn bản mặt mày nhiều nha. Mày nói nữa tôi dỗ hết râu mày cắm xuống dưới chân bên ngoài các bạn. Trong vòng 10 năm qua tôi đi hành tẩu giang hồ ha. Nhưng mà đây là giang dưới đây một bên là không tôi giọng cái mặt mày bây giờ mày. Một thằng ha, ốm nhôm xíu quách, thèm mở cái bù vô cho tôi. Tôi phi ra cho mặt mập đẹp rồi đúng không? Còn bà gì nữa? Tôi nhớ hoài à, bà hãy nói tôi anh ơi em đi hút mỡ bụng nghe để nó đẹp rồi đồ. Bây giờ muốn truyền mỡ nhân đạo à? Hai đứa muốn đến với nhau vậy phải không? Hả? Bữa nay tao quyết định xử tụi bay luôn. Cái gì? Lỡ rồi, trong 10 năm nay tôi thèm lắm rồi, tao thèm cái gì luôn lắm rồi. Tao sẽ uống rồi bắt đầu tao lấy thế giùm hai đứa tụi bay luôn. Đưa đây, đưa đây. Cái gì vậy? Nè nha, rượu này á là từ tiền mà ra. Thì giao cho những người có tiền. Còn không có tiền là phải có tình có nghĩa. Chứ không có giao cho cái thứ chó. Ê bậy, không nên dùng từ chó chứ. Cái từ hồi nãy cái gì cờ hó đó. Dùng từ cờ hó đi cho nhẹ nhàng nè. Không giao cho cái thứ cờ hó. Đó, đúng rồi, cờ hó, đúng không? Nhưng mà cờ hó này, thí dụ như giờ không có tiền trả thì đi thêm 5 năm nữa quay trở lại trả góp vẫn được. Sao? 5 bánh tỏn nha. Nha, 5 công tử nha. Dẹp. Biến qua bên này. Thôi được rồi. Cái gì? Giờ Sáu đi qua nhà hàng Tư Đế nhậu đúng không? Đúng. Hiền Thê. Cái gì nữa vậy? Hiền Thê cứ qua nhà của tình địch để mà nhậu đi. Năm tôi sẽ ở nhà để làm thân châu mã để mà ở đợi để bù lại 10 năm qua, khiến cho Sáu mất mát đến tình cảm, bù lại tình cảm vợ chồng 10 năm qua. Đi đi. Cái giọng nó nói này đúng là 5 lựu đạn nè. Đó thì cái giọng đó nó tôi mê đó. Hồi xưa là vậy nè. Lộn, em mê đó. Mà em bỏ rơi anh nhớ không? Em làm anh thất vọng biết bao nhiêu lâu nay, thương quá hả? Bởi vì thôi anh nè, anh cầm chai rượu đi, về nhà chuẩn bị mâm đàng hoàng, rồi chén dĩa đó, lát em qua em nhậu với anh. Ê, bất ngờ nghe, nãy giờ nó giận chơi nha, mà thành là đi qua thiệt hả? Ủa cái gì, nè, thông báo cho mày biết nha, tao đi 10 năm nhưng mà chưa ký giấy ly dị. Ê, thì có nghĩa là trên danh nghĩa là đây vẫn là vợ chồng, mày không có cửa nghe. Từ đĩa hả? Hả gì? Sách rau biết. Dạ. Thôi anh về trước đi, xíu em qua. Thôi sao đừng qua, tôi sợ ông lắm, ông theo bánh chết tôi đó. Thôi. Xíu em qua. Qua đâu? Bây giờ tôi đang nắm tay này, không qua đâu, em không thể nào mà buông tay tôi được. Buông ra. Buông ra. Đau! Ông biết đau hả? Sao? Là từ phố vô tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn. Má Sáu ơi, shop bên Tráng Sâu á, con giao nha. Lần này cháy hàng quá, hết hàng rồi. Rồi giao hàng rồi để đó đi, bà Sáu bà không có nhà đâu. Ghe chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy đã chào cửa. Trời ơi, nãy là chú Ca hả? Chứ ai. Hay dữ trời. Ai đây? Giao hàng hả? Để đi. Chú la vậy? Sao chú nằm nhà bà Sáu? Ngồi trong quán rồi bà Sáu đâu? Ê, tôi không phải coi quán đâu nha. Tôi... chồng bả. Cái gì vậy trời, nói lùm la. Trời đất ơi, tùm lum lá gì? Tôi chồng bả rồi nói chồng bả chứ tùm lum lá gì? Trời đất ơi, chồng hả? Ừ. Nè, chú biết tôi là ai không? Ai? Tôi là con nuôi của má Sáu. Trời trời, ghê vậy? Không vậy, má Sáu quá là quý tôi. Má Sáu coi tôi như con ruột vậy á. Tất cả những quyết định trong căn nhà này do tôi quyết định. Thấy tôi quan trọng chưa? Quan trọng quá ha. Rồi là cái ý là con nuôi đúng không? Chứ gì nữa. Nhưng mà cũng không quan trọng bằng tôi là chồng. Không, có nghĩa là tôi giống như là chủ quán đây, không? Đó, vậy đó. Chồng. Ừ. Không nghe danh tôi hả? Nghe danh tôi chưa? Có phải chú Năm lựu đạn. Đây, Năm công tử là tôi. Trời ơi chú. Đau mày. Chú Năm lựu đạn. Ừ. Con thích chú lắm luôn á. Hồi xưa có phải là chú làm trong đoàn hát đúng không? Trời đất ơi chứ còn gì nữa. Quá trời nổi tiếng, con nghe cải lương hoài à, con biết. Đây nè, chú không nói dốc gì với con chứ thời mà chú đi hát hả, cỡ ông Thanh Tuấn đó nghe, là kể như là đi chỗ khác. Ghê dữ vậy. Không biết ông Út Cà Ôn không? Sao chú? Nghe chú hát xong ông giận quá, coi như ông chết luôn. Chết luôn. Thấy chưa? Ừ. Trời ơi, chắc chú nhiều đào lắm ha. Trời ơi, nhắc về cái vụ đào của con, tao nói là xếp hàng dài cả cây số. Trời đất ơi, thiệt mà. Ôi, muốn kể về ba cái chuyện đó thì phải có người chỉ đường con ơi. Ủa, chỉ đường là sao? Dẫn đường á, là có phải dẫn... Đó, cái bịch bánh tráng nó dẫn đường đó. Đó, bịch đó đó. Trời ơi, tưởng cái gì? Nè đó. Nhà con có đầy rồi. À. Công nhận đói gì ăn cũng ngon. Ừ. Bấm bê ha, thần thiếp xin hầu hạ người. Đang làm gì vậy? Con đang diễn á. Đóng cái lương đó hả? Dạ. Trời đất ơi, mày dân rượu kiểu này bà nội bệ hạ chạy mất mẹ luôn. Con á, phải có nhiệm vụ để mà nối lại cái tình xưa nghĩa cũ của tía với lại má Sáu, hiểu không? Nối lại cái sợi dây tơ hồng á, hiểu không? Để cho tía với má được ở lại với nhau, thấy chưa? Bởi vì tình xưa nghĩa cũ, ân tình tơ hồng còn đó, cuộc tình quyến ương, nhớ chưa? Trời ơi, tưởng chuyện gì, tía đừng lo, con sẽ kết nối lại dây tơ hồng cho tía má. Ủa, có cháu Hồng đây hả con? Chào chú Tư. Miễn chào. Sao ơi, Sáu đông cho tôi xì rượu Sáu. Xin lỗi không ai rảnh để mà đông rượu ha. Đía làm ơn đi chỗ khác, Đía mua rượu giùm đi tí ơi. Đĩa thôi chứ không có tư đĩa hả? Đĩa, hơi đẹo rưỡi chút, mà không ưa, không ưa hay đẹo rưỡi. À nếu vậy thì đĩa nói cho Đặng nghe nha Đặng. Đĩa chị mua rượu của Sáu chứ không có hề hớ gì tới Đạn hết á. Đạn ngồi yên nó đừng có nổ. Cái gì vậy? Đổ rượu xin lỗi, đổ rượu cho nó nghe nè. Biết không, từ hôm qua bước chân về đây á, hiểu không? Là coi như là mình là chủ nhà rồi, thấy không? Mà đã chủ nhà có nghĩa là chủ quán rồi. Mà chủ quán là thích bán cho ai bán, không thích bán thì nói chung là nó thẳng là không thích bán cho đĩa. Là cho nên là đĩa ra chỗ khác mua. Không hợp thì thôi, chứ không? Không có Sáu nhà hả con? Thì đông cho chú xì rượu đi, về đây mệt. Thôi để con đông. Muốn đi ngõ tắt cũng phải hỏi tía nè con nha. Nè khi mà tía không thích bán cho ai là con cũng vậy nè con. Con kêu tía là gì con? Dạ tía. Tía là ai con? Tía là chồng của ai con? Nghe. Dẫn lỗ tai lên nghe nghe. Chú Tư ơi, con hết rượu rồi. Chà, bài thức thời cũng nhanh quá ha. Rượu cả can tắm còn chưa hết mà nói hết ha. Thích nói hết hả? Được rồi, không bán thôi. Chú Tư thông cảm cho con. Chú Tư biết á là con mê cải lương nhất cái xóm này nè. Hay là chú Tư ca lại tía con đi, rồi con cho chú nguyên can đó luôn. Trời ơi, không có cửa đâu con. Thôi tưởng về chứ nói về đóng kịch á. Ca cái lương á, gu người ta đó thì chú thua người ta mấy chục năm trước rồi chứ không có cái khiếu đó. Bởi vậy mới bị Sáu cô đơn mới rớt vào tay tôi đó. Không có rượu qua thôi. Mình nghèo mình chị về lấy nước giấm chế cồn rồi uống cũng được. Đúng rồi, uống đi. Uống đi một xương mau chết sớm chút xíu. Bởi tao ghét mấy thằng mà tên chữ đờ, đây cũng tên chữ đờ nè. Không, nhưng mà ta đàng hoàng. Không bao giờ mà tên cái chữ đờ đây. Đạn, đạn nhưng mà đạn là gì? Đạn là có thể là bắn ra kẻ thù. Không, mình có thể là bảo vệ đất nước, thấy không? Còn mấy thằng mà tên chữ đờ mà tên đía là toàn tối ngày nó đía vợ ta không. Nè, tối nay tía sẽ bắt đầu dạy con hát cải lương. Ai đừng sao sao sao. Thôi bây giờ để yên tía nhậu cho yên nha con. Dạ. Đi chết đi. Đồ thất bại, đồ thua cuộc. Mấy chục năm trước mày cũng là kẻ thua cuộc. Thời thế đổi thay mấy chục năm sau mày lại tiếp tục thua cuộc. Mà tại sao lại thua cuộc? Mày thua người ta cái gì? Mày đâu thua người ta cái gì đâu. Chỉ có lời ca tiếng hát thôi mà. Tại sao không ca được? Thử xem. Cứ thử đi. Sao ơi tới. Sao ơi sao bay về nơi đâu. Sao về sao đổ lưng trâu. Cùng ta cá trên đồng. Quê hương đất thép thành đồng. Mùa gối mùa quê hương thắm tươi. Ủa? Có nghệ sĩ nhân dân nào mới nhập con vậy? Sao ca hay quá vậy? Trời ơi sao ca hay quá vậy? Tiếp tục hỏi con nha. Sao ơi sao mà bọn anh hết. Sao ơi sao mà Ủa, sao mới qua hả sao? Sao bị gì sao bị gì? Nè, rượu đó. Sao bị gì sao? Tụi bị ông nhắc đó. Ông nhắc tới mà nhảy mũi muốn gần chết luôn. Đi dọc đường mà nhảy mũi quá trời nhảy mũi rồi. Mà tụi nó anh nghe nè. Làm ơn đi. Cái nghề hát không phải là nghề của anh. Nghe, bỏ đi anh. Ôi trời. Thôi khoan vậy. Cái gì? Nghe hỏi nè. Tính chấp nhận cho nội Út Bích về ở chung thiệt đó hả? Thôi rượu của anh uống đi, anh uống đi. Đừng có hỏi tôi nữa, tôi đang rối muốn chết luôn. Lòng tôi bây giờ rối như tơ giò vậy đó. Đi không nở mà ở thì cũng không đành. Muốn dứt áo thì cũng dứt không được. Anh nói hay quá. Giỏi gì hồi xưa ngon giành giật với người ta đi. Có ngày đưa người ta vô thế kẹt không hỏi hoài. Tôi giành chứ không bằng cách nào. Thì bây giờ đấu võ đài với người ta đi. Trời, đưa vô cửa chết à. Vậy thì hát. Mà thôi đi, anh hát dở lắm luôn á. Bỏ đi. Chiếc chim xa rừng còn thương cây nhớ còi. Người xa người tội lắm người ơi. Chứ thà rằng không biết thì thôi. Chứ biết rồi mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn. Sao đó anh nghe đó. Muốn dứt áo có được chứ không?